những mẫu nhà cấp 4 mái Nhật đang trở nên cực kỳ thịnh hành trong những năm gần đây, đặc biệt là tại các vùng nông thôn với khu đất rộng. Điều này không khó hiểu khi mà những ngôi nhà cấp 4 này được thiết kế với sự tiện nghi và mát mẻ cho cuộc sống hàng ngày. Hôm nay, tôi xin giới thiệu đến các bạn mẫu nhà của gia đình anh Lê Quang Toàn, địa chỉ tại huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, với diện tích chiều ngang 12,5m và chiều sâu 14,3m. Không gian bên trong được sắp xếp khoa học và rất thông thoáng. Phòng khách 25m2, phòng thờ 13m2, phòng bếp kết hợp phòng ăn 28m2, 3 phòng ngủ thường lần lượt là 15m2, 14m2, 19m2, một phòng ngủ có khu vệ sinh thép kín 19m2, khu vệ sinh chung 4m2. Ngôi nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại, với đường nét đơn giản và bố cục rõ ràng đối xứng. Tất cả tạo nên một nét đẹp khỏe khoắn, mà không kém phần sang trọng, kiến trúc sư đã tính toán kỹ lưỡng về tỷ lệ kích thước để mang đến cái nhìn hài hòa cho tổng thể ngôi nhà. Màu trắng là tông màu cơ bản được sử dụng nhiều nhất để tạo nên sự sáng sủa và trẻ trung cho không gian bên trong. Đồng thời, màu nâu của cửa ra vào và màu xanh của mái ngói cũng được sử dụng để tôn lên các chi tiết, tạo nên một bề ngoài bắt mắt. Điểm nhấn của ngôi nhà này là đôi cột trụ vuông vức tại mặt tiền, với phần chân cột được đắp to và nâng đỡ hệ mái phụ che nắng mưa cho sảnh lên xuống. Điều này cũng tạo nên sự vững chãi và bề thế cho ngôi nhà. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ, đừng ngần ngại để lại bình luận bên dưới và đừng quên thả tim, like và share để được nhận một món quà đặc biệt từ chúng tôi. Hãy nhấn vào đường link bên dưới để biết thêm chi tiết.